Xin chào, chào mừng mọi người, chào mọi người đến cái kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 10.000 token CFT trong giải thưởng ăn kia là 50 triệu token CTV. Và chương trình góp này nó sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 11. Chương trình góp này nó sẽ phân phối vào ngày 1 tháng 12 nha tất cả các bạn. Để tham gia giá, các bạn click phần link mô tả của mình làm nhiệm vụ như sau. Các bạn join kênh group seller nè, follow về wish like Facebook, follow subscribe kênh YouTube của nó các bạn. Rồi các bạn xuống đây điền form các bạn. Đây thì những nhiệm vụ thì khá là đơn giản, các bạn cứ làm các bạn. Rồi các bạn xuống đây thì cũng join tiếp những kênh seller đó các bạn, cũng chắc nè. Rồi xuống đây các bạn điền địa chỉ ID Telegram của mình, các bạn điền cộng, các bạn vào setting copy Telegram của mình nha. Rồi theo word thì các bạn cũng vậy luôn, các bạn cũng vào trang cá nhân của mình luôn, MMO của anh đó. Rồi các bạn gỡ cái đường link profile Facebook nữa mắng, các bạn Facebook thì các bạn cũng vào đây mà like nữa. Các bạn thích cái bài viết của nó nghe bạn. Trời chân con số không ngay. Rồi các bạn like bài viết của nó. Các bạn chờ chút xíu nha bạn. Rồi các bạn bắt up lên đó. Các bạn vào trang cá nhân của mình, các bạn lấy đường link vào profile Facebook của mình các bạn. Chia sẻ. Những cái này các bạn tự làm các bạn chỉ cần gặp cái link form mà các bạn tự làm được rồi. Gỡ ra các bạn. Cái máy thiệt tình bơ vấy tức. Rồi các bạn gửi cái đường link profile dưới đây nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng vào đây mới subscribe kênh YouTube của nó nha các bạn. Vào nhấp vào đây đăng ký cái YouTube của nó, rồi các bạn gửi cái đường link profile YouTube của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn cũng mở kênh YouTube của mình lên nè. Rồi các bạn nhấn trang cá nhân đồ ngữ của mình nha các bạn. Vào kênh của bạn. Vào qua cho gạch trên đầu nè, vào chia sẻ. Các bạn copy đường link của mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Dán đường link profile YouTube nè. Rồi các bạn dùng địa chỉ trên link wallet nha các bạn. Và mở địa chỉ trên link mình ra nè, để trình tảng TC mình. Rồi các bạn bấm vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ delete nè. Rồi các bạn mở ra nè, các bạn bắt ở đây nha các bạn. Rồi còn một này các bạn ghi giùm mình là cộng anh 11133 nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.